trên hai cái điểm của cái y lọc này. Tại sao người ta lắp hai cái đồng hồ gần nhau như này? Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì các cái hệ thống chiller ấy, thì khi mà nhà máy họ cấp đến, đúng không ạ? Thì thường là người ta có những cái điểm để chúng ta đấu nối. Ví dụ như là đối với cái dòng giải nhiệt gió của trên này, thì người ta chỉ cấp đến cái điểm này thôi. Tức là bản thân khi nhà máy xuất xưởng thì nó sẽ có để ra hai cái đường ống, một cái đường ống vào và một cái đường ống ra đối với cái loại chiller giải nhiệt gió. Đó, thì khi mà về lắp đặt xong thì chúng ta phải đấu nối cái hệ thống đường ống. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trên cái đường ống của nó chúng ta cần phải đấu nối cái gì và đấu nối như thế nào. Thì đầu tiên nhá, thì để mà tách biệt giữa cái phần chiller và cái phần đường ống ấy, thì thường người ta hay sử dụng các khớp nối mềm ở đây. Sau khi chiller ra, các bạn nhé, đường vào và đường ra, thì sử dụng các cái khớp nối mềm ở các cái điểm trung gian như này. Đó, thì nó sử dụng các khớp nối mềm này để làm gì? Thì cái khớp nối mềm này là nó để chống cho cái hệ thống chiller nó hoạt động ấy, thì nó không làm rung toàn bộ cái hệ thống đường ống. Đấy, vì cái hệ thống đường ống mà nó thường là bằng kim loại, cho nên là cái hệ thống mà nó chạy, khi chiller nó chạy, nó tạo ra cái độ rung và nó sẽ truyền vào đến tận trong các cái hệ thống trong nhà, có thể nó tạo ra tiếng ồn. Cho nên là để mà đấu nối thì người ta sẽ ngăn cách nó bằng các cái khớp nối mềm như thế này. Đó, thì khi đấu các cái khớp nối mềm như này thì nó sẽ có hai đầu, có thể bằng mặt bích hoặc là bằng các cái khớp nối nhanh. Đó, thì đấy là cái khớp nối mềm nhá. Và tiếp đó là trước khi vào, thì đây các bạn chú ý, trước khi vào thì thông thường ấy thì nó sẽ có đấy, các cái van. Đó, thì hầu hết các cái loại chiller mà mình biết ấy, thì các cái đường ống vào, nước vào là nó ở bên dưới. Đó, thì vì nó ở bên dưới như vậy cho nên là khi mà đấu nối thì các cái van, đó, đây các bạn thấy các cái van này, thì hầu hết các chiller thì nó yêu cầu là phải có các cái van chặn để khóa ở các cái điểm chốt như này, các cái điểm cuối cùng nhá các bạn nhá, trước khi mà vào cái hệ thống chính, trước khi mà vào cái hệ thống mà đi vào trong nhà, thì sử dụng các cái van chặn như này để nó sẽ khóa cô lập các cái phần đằng sau này. Đấy là đường nước vào. Thì sau cái van đó, sau cái van chặn đó, thì đến các cái hệ thống lọc nước. Đó, thì ở đây là cái van lọc nước này, nó là cái y lọc. Cái y lọc này nó có tác dụng ngăn lại những cái hạt mà nó to, đúng không ạ? Để nó tránh vào cái hệ thống dàn, nó làm tắc cái dàn ở trong, tắc cái đường ống dàn, và có thể làm hỏng các cái cánh bơm chẳng hạn. Đó, và trên hai cái điểm của cái y lọc này, tại sao người ta lắp hai cái đồng hồ gần nhau như này? Đấy, các bạn thấy đây một cái này, và ngay bên đây lại có thêm một cái nữa, để nó khi mà vận hành ấy, thì người ta có thể nhìn hai cái đồng hồ này, đúng không? Để người ta biết được cái độ chênh áp giữa cái y lọc này, để biết được là cái y lọc nó đã bẩn hay là chưa. Ví dụ cái độ chênh áp của nó cao thì là y lọc nó bẩn, thì lúc đó chúng ta phải vệ sinh y lọc ấy đi. Thì đó là cái tác dụng của hai cái đồng hồ. Đấy, thế còn cái bơm, tiếp theo là đến cái bơm. Bơm thì thường người ta lắp ở cái đường nước vào. Đấy là đối với cái mà hệ thống mà nó xa bơm, cái bơm chính ấy, tức là cái bơm mà cấp nước chính mà nó ở vị trí xa so với cái chiller, thì cái lưu lượng áp suất nó có thể là không đủ, thì người ta lắp thêm cái bơm này. Còn nếu như cái hệ thống nó gần, tức là cái hệ thống bơm mà nó ngay gần chiller ấy, thì có thể người ta cũng không cần phải lắp cái bơm này. Đó, rồi tiếp đến là cái van một chiều các bạn nhé. Cái van một chiều nó cũng rất quan trọng. Khi mà cái van một chiều ấy nó hoạt động, tức là nó sẽ ngăn không cho cái nước nó chảy ngược,
tức là nước chỉ chảy đi một chiều thôi, đi vào chiller và đi ra ở phía bên kia và không thể quay ngược lại được, thì đó là cái van một chiều. Đó, và trên đường ống thì nó có gắn các cái cảm biến như này, cảm biến nhiệt độ, rồi các cái công tắc đo áp lực, đo cái lưu lượng, cái công tắc dòng chảy, chứ không phải đo lưu lượng. Cái này là công tắc dòng chảy các bạn nhé, để nó xác lập là có nước chảy qua thì mới cho chiller chạy, bởi vì tránh tình trạng là cái van khóa mà để cho chiller chạy thì nó sẽ làm cho cái chiller nó bị đóng đá, nó rất là nguy hiểm. Thì đó là cái flow switch. Và tiếp đến ấy, thì cái van cân bằng ở đầu vào nhé, thì cái này có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà thông thường thì mình thấy người ta cũng ít lắp cái này ở cái đường vào, mà chủ yếu người ta sẽ lắp cái van cân bằng này, cái ba lăng sinh van này ở cái đường ra ở phía trên như này. Đó, thì các bạn thấy là ở phía trên nhá, thì đây nó có van cân bằng này, để làm gì? Cái van cân bằng này ấy, để nó khóa cái lưu lượng, tức là nó chỉ cho phép cái lưu lượng tối đa qua cái chiller này là bao nhiêu mét khối trên giờ, thì nó tùy vào cái chiller, cái lưu lượng của chiller người ta thiết kế là bao nhiêu, thì cái van này nó sẽ khóa, nó chốt cái lưu lượng bằng đó để cái chiller nó không bị quá tải. Đó, và cuối cùng đó thì đó sẽ là một cái van chặn. Đó, thì cái van chặn này nó cũng sẽ chốt lại, tức là nó sẽ làm để nó cô lập được cái chiller ra, để khi người ta xúc xả hay là để khi người ta sửa chữa người ta có thể khóa nó lại. Đấy, cô lập. Đấy, và đây là cái đường cuối cùng, thì là cái đường bypass. Đường bypass này các bạn nhá, thì nó sẽ thông từ cái đường cấp này, tức là đây là cái đường hồi nhá, nó thông sang cái đường cấp kia. Đấy, thì cái đường hồi này khi mà về đến đây nó thông đường cấp kia. Tuy nhiên ấy, thì để điều khiển cho cái van bypass này thì thông thường người ta hay sử dụng các cái van điện như này. Đấy, thì các bạn thấy là các cái van điện thì nó là van 3 ngả, thì một đường giữa này nó là cái đường bypass này. Đó, và cái đường dọc này là nó sẽ chảy thẳng vào cái đường cấp. Cái van bypass này thì cái tác dụng của nó là khi mà nó đóng cái đường chính, nó đóng cái đường cấp vào, thì nó lại mở cái đường hồi về này ra. Đấy, đóng cái đường chính kia, mở đường hồi để cho cái nước nó chảy vòng quanh. Thì thứ nhất là nó bảo vệ cái bơm tuần hoàn kia. Cái thứ hai là nó làm cho cái nước nó không đi vào hệ thống. Đấy, mà cái chiller thì có thể là nó vẫn chạy được khi mà các cái tải mà đóng bớt lại. Đấy, thì cái hệ thống chiller nó vẫn chạy và nó đủ nhiệt thì nó sẽ ngắt. Thế còn cái bypass này nó sẽ xả bớt cái nước vào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà cái hệ thống nó mới chạy, tức là cái hệ thống nó mới khởi động lên ấy, thì các bạn biết là cái nhiệt độ nó rất cao, ví dụ như là nước 40 độ. Đấy, thì nó không thể nào mà nó chiller nó làm lạnh xuống cái nước mà 7 đến 10 độ để đưa trong nhà được, đúng không? Thế thì nó sẽ khi nước cao quá, đúng không, thì nó sẽ mở bớt cái đường bypass này, ví dụ như nước về 40 độ, đúng không, thì nó ra khỏi chiller, nó xuống 35 độ thì nó lại quay bớt về đây đó, để nó làm lạnh xuống gần nhất với cái mức mà cài đặt đó. Thì cái van này nó làm cái nhiệm vụ là điều khiển như vậy theo cái nhiệt độ đó, và nó đóng lại, đóng toàn bộ lại khi mà chiller nó dừng, để nó tránh cái nước vào chiller, nó làm cho cái hệ thống chiller nó đọng xương ở trên thân. Thì đó là cái tác dụng của cái van này đó. Thì về đấu nối cơ bản, về đấu nối một cái hệ thống đường ống chiller thì nó bao gồm các cái thành phần như vậy. Đấy, thành phần bên ngoài đấu nối đối với một cái hệ chiller giải nhiệt gió. Đấy, thì nếu như mà đối với các cái dòng chiller giải nhiệt nước, tức là cái dàn nóng của nó được giải nhiệt bằng nước, thì nó thêm một cái hệ tương tự như vậy cho cái dàn nóng. Đấy, thì nó là hai hệ song song. Còn ở đây thì là nó sử dụng cái dàn này, nó sử dụng cái quạt nó thổi, thì nó không cần đến cái hệ thống giải nhiệt nước đối với cái dàn nóng các bạn nhé. Đó, thì về các cái đường ống, các cái thiết bị ngoại vi như là van rồi các thứ cho cái việc đấu nối một con chiller
vào với cái hệ thống đường ống, vào với cái hệ thống tải của tòa nhà là như vậy. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.